Mở thiết bị di động hoặc máy tính của bạn, tìm kiếm cổng bình chọn của WeChoice Awards 2023. Lướt xuống hạng mục Z-Face, gương mặt Gen Z nổi bật, bạn có thấy một cái tên trông thật quen thuộc hay không? Đúng vậy, nếu đã phát hiện ra dòng chữ Kiaza, Gam Esports, đừng chần chừ gì nữa mà hãy nhanh chóng ấn vào nút bình chọn để đường trên của Gam viết tiếp câu chuyện cổ tích còn dang dở về chặng đường vượt khó phi thường của mình. Giữa 10 nhân vật Gen Z nổi tiếng cộm cán ở đa lĩnh vực như Jenny Huỳnh, Mây Trai, Hải Triều, Đặng Thu Hà S Channel, vận động viên cầu lông Nguyễn Thủy Linh, Kiaza là cá nhân duy nhất đại diện cho lĩnh vực eSports. Hành trình của chàng trai Duy Sang nỗ lực trên chặng đường rực sáng với danh nghĩa tuyển thủ Liên minh huyền thoại Kiaza cuối cùng đã được lan tỏa rộng rãi tới cộng đồng, khiến cho trái tim những người hâm mộ VCS không khỏi tự hào. Ngay bây giờ, hãy cùng với Cà phê Liên minh nhìn lại những điểm nhấn trên hành trình thành công của Kiaza, một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của năm 2023 nhé. Và trước khi bắt đầu video, anh em hãy để lại một like, một subscribe để đón nhận những video mới sớm nhất từ chúng mình. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi nào. WeChoice Awards là giải thưởng vinh danh những nhân vật, sự kiện được giới trẻ yêu thích trong năm trước đó. Đây là một giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 2014 do công ty cổ phần VC Corp tổ chức, diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những nhân vật truyền cảm hứng, những điểm đến yêu thích, những hạng mục âm nhạc nổi bật và các xu hướng của đời sống trẻ. Năm nay, WeChoice Awards đã chính thức trở lại, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa và tôn vinh những điều tích cực, tử tế và tốt đẹp, mang thông điệp dám đam mê, dám rực rỡ. WeChoice Awards nhanh chóng nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo cộng đồng và giải thưởng cũng thu về rất nhiều đề cử ấn tượng. 2023 nói riêng và những năm gần đây nói chung, Gen Z chính là những cá nhân thể hiện rõ ràng hơn ai hết tinh thần dám đam mê, dám rực rỡ. Vì vậy, WeChoice Awards 2023 đã ưu tiên dành nhiều không gian cho những niềm cảm hứng đến từ giới trẻ, đặc biệt là Gen Z. Giữa muôn vàn những tuyển thủ xuất sắc của VCS nói riêng và các nhân vật Việt trong giới eSports Việt Nam nói chung, chỉ có mình cái tên Trần Duy Sang có được vinh dự nằm trong danh sách đề cử hạng mục gương mặt Gen Z nổi bật. Trong phần giới thiệu về đường trên của Gam eSports, ban tổ chức WeChoice Awards 2023 có viết: vượt qua nhiều hoài nghi của khán giả, Kiaza và đồng đội lại tạo nên chiến thắng tại chung kết thế giới 2023, khẳng định trình độ của top laner khu vực lớn trên hành tinh. Hành trình của Kiaza là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực, bán vé số kiếm sống, sức khỏe rất yếu, phải bỏ dở việc học nên khi tham gia đội tuyển phải học nhiều thứ mới mẻ như viết chữ, giao tiếp. Sau quá trình nỗ lực, kiên cường thì đến hiện tại, eSports Việt Nam đã có một Gam Kiaza thi đấu ấn tượng ở cả hai giải đấu chung kết thế giới gần nhất. Các phân tích viên của Riot Games, nhà phát hành game nổi tiếng trên thế giới cũng thường xuyên nhắc đến câu chuyện của cậu. Qua những dòng giới thiệu ngắn ngủi, có thể thấy Kiaza được ban tổ chức WeChoice Awards đề cao không chỉ về mặt thành tích mà còn ghi nhận những nỗ lực vượt khó phi thường của chàng trai 23 tuổi. Họ gọi đó là câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Đúng vậy, một hành trình tưởng như chỉ xảy ra trong những trang sách, nay lại hiện hữu rõ ràng ở đời thực. Kiaza chính là hình mẫu của mô típ nhân vật chính kinh điển, vượt lên trên nghịch cảnh để thành công. Kiaza, tên thật là Trần Duy Sang, sinh ngày 17 tháng 5 năm 2001 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngược dòng trở về quá khứ, cậu bé Trần Duy Sang kể từ khi chào đời đã không có được những điều kiện thuận lợi giống như nhiều đứa trẻ khác. Đọc chữ, ký tên hay tính nhầm vốn là những điều đơn giản nhất với một người bình thường, nhưng nó đã từng là điều cực kỳ khó khăn đối với cậu. Bởi lẽ hoàn cảnh gia đình khó khăn không cho phép Sang theo đuổi con đường học vấn. Cậu chỉ học đến hết lớp 1 để nhận diện được mặt chữ. Trong ký ức tuổi thơ của Kiaza, có một cậu nhóc với thân hình gầy gò, thường xuyên bị bệnh tật, đi bán vé số dạo dọc theo những con đường đông đúc giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt. Nhưng sau đó, cậu nhóc này đã tìm kiếm được niềm đam mê của mình và đây cũng là bước ngoặt lớn nhất để có một chiến thần Kiaza trong cộng đồng Liên minh huyền thoại Việt. Một tuổi thơ cơ hàn, thiếu thốn so với phần đông các bạn đồng trang lứa đã khiến Kiaza nhận ra trách nhiệm kiếm tiền từ rất sớm. May mắn thay, Kiaza sớm phát giác ra đam mê game chảy sâu trong xương thủy. Anh yêu thích Liên minh huyền thoại, khao khát đổi vận từ khả năng chơi game thiên phú của mình. Tuy nhiên, chàng trai trẻ sớm vấp phải khó khăn đầu tiên trên chặng đường chinh phục đam mê. Vì việc nghỉ học sớm không biết chữ đã khiến Kiaza không thể giao tiếp một cách trơn tru với đồng đội. Bên cạnh đó, thể trạng yếu ớt, thường xuyên bị bệnh do thiếu dinh dưỡng và giờ giấc sinh hoạt không điều độ cũng trở thành rào cản lớn cho Kiaza. Căn bệnh dạ dày quái ác, rồi sau đó là thận và đường hô hấp khiến cho Kiaza liên tục phải đi khám và uống thuốc để điều trị. Đã có lúc, con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của anh chàng này tưởng chừng như phải bỏ ngỏ khi anh không thể chịu được áp lực từ lịch trình luyện tập và thi đấu dày đặc. Thế nhưng, ngọn lửa đam mê và sự quyết tâm cháy bỏng trong trái tim chàng trai nhỏ bé đã giúp anh bám trụ với chặng đường eSports gian truân, trở thành một Kiaza toàn năng ở hiện tại. Dẫu vậy,
những nỗ lực của Chiesa vẫn ít nhiều bị phủ nhận vì anh chỉ là một game thủ. Cạnh tranh với Chiesa trong danh sách đề cử giải thưởng gương mặt Gen Z nổi bật là một loạt cái tên đỉnh đám, sở hữu chuỗi thành tích khủng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Mỗi người đều gặt hái được những thành công nhất định trên lĩnh vực họ theo đuổi. Trong số đó, Jenny Huỳnh chính là người có tiếng tăm vang dội nhất. Jenny Huỳnh cũng là người cạnh tranh trực tiếp vị trí số 1 trong bảng bình chọn với Chiesa. Và đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc, Chiesa có gì để đặt cạnh Jenny Huỳnh? Trong suy nghĩ của một bộ phận thành kiến về game, họ cho rằng một chàng trai đầu to mắt cận chỉ biết cắm mặt vào game thì làm được điều gì cho đời. Nhìn sang Jenny Huỳnh, một YouTuber, TikToker sở hữu hàng triệu lượt followers, theo học tại một trường đại học danh giá bậc nhất trên thế giới và tích cực tham gia hoạt động xã hội, truyền cảm hứng cho người trẻ. Họ cho rằng Chiesa không xứng đáng để đứng ngang hàng với cô nàng. Không phủ nhận rằng tầm ảnh hưởng của Jenny Huỳnh đối với các bạn trẻ là vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, nếu ai đó nói rằng Chiesa không xứng đáng, vậy thì hãy để cho cà phê liên minh Flex hộ Chiesa. Gia nhập đấu trường liên minh huyền thoại chuyên nghiệp ở độ tuổi 17, Chiesa chỉ mất 1 năm để lên ngôi vô địch VCS trong màu áo gam eSports, đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử. Sau đó vươn mình trở thành đường trên hàng đầu giải đấu. Sau khi đường trên số 1 VCS khi ấy, Zeros đang liên tục vướng phải những vấn đề bên ngoài, Chiesa nhanh chóng tận dụng cơ hội này để chăm chỉ rèn luyện và nâng cao năng lực của bản thân. Chẳng bao lâu sau, vị trí đường trên của GAM eSports chỉ thuộc về một mình chàng trai 2K1. Và kể từ đó tới nay, khu vực đường trên của nhà đương kim vô địch chỉ có một mình cái tên Chiesa án ngữ. Phong độ cao và sự ổn định của Chiesa là tiền đề để GAM eSports thống trị VCS suốt nhiều mùa giải qua. Bằng kỹ năng cá nhân thượng thừa, một lối chơi cực kỳ chắc chắn, Chiesa đã cùng GAM eSports gặt hái được 6 chức vô địch quốc nội. Bước ra biển lớn, Chiesa là điểm tựa vững chắc cho những người đồng đội với những pha highlight vô cùng ấn tượng. Đặc biệt, ở kỳ SEA Games 31 vừa được tổ chức tại Việt Nam, Chiesa đã cùng GAM eSports mang về tấm huy chương vàng danh giá ở bộ môn liên minh huyền thoại. Bản thân Chiesa còn được đích thân Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen vì những đóng góp to lớn trong việc làm rạng danh hai chữ Việt Nam. Năm 2023, anh chàng này cũng trở thành đại diện cho đội tuyển quốc gia liên minh huyền thoại thi đấu tại ASEAN Hàng Châu. Nên nhớ là không phải ai cũng có vinh hạnh đại diện cho màu cờ sắc áo của dân tộc, và Chiesa đã có 2 lần được làm điều đó dù mới bước sang tuổi 23. Sở hữu chuỗi thành tích đổ sộ, Chiesa xứng đáng trở thành một trong những huyền thoại của làng liên minh huyền thoại Việt Nam. Để đạt được đến vị thế chiến thần bất khả chiến bại như hiện tại, Chiesa may mắn gặp được những quý nhân giúp đỡ anh. Đó là huấn luyện viên Tini Kun, người thầy đã chăm sóc giúp đỡ anh trong quãng thời gian ốm đau liên tục, dạy anh chữ và truyền lại nhiều kinh nghiệm từ game cho đến ngoài đời. Đó là sự hậu thuẫn của cả tổ chức GAM eSports đã giúp cậu nhóc Duy Sang thoát dần khỏi cái mác của một người chơi tiềm năng mà trở nên chắc chắn trưởng thành hơn rất nhiều, từ phong cách sinh hoạt cho tới lối chơi trong game. Đó là những người đồng đội luôn búp sự tự tin của chiến thần lên level cao nhất. Đó còn là những người hâm mộ luôn đặt trọn vẹn niềm tin vào cái đầu lạnh và ý chí kiên cường của Chiesa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hơn tất thảy, Chiesa rất may mắn khi luôn có gia đình làm hậu phương vững chắc để anh chinh phục những đỉnh cao mới. Nhưng điều quan trọng nhất, đó chính là trái tim kiên cường không khuất phục trước gian truân của chính Chiesa. Hay nói đúng hơn là của Trần Duy Sang. Xuất phát điểm khó khăn, không đủ để Duy Sang bị khuất phục và từ bỏ. Nó chỉ là thử thách để tôi luyện nên một Duy Sang bản lĩnh, một chiến thần Chiesa. Vậy thì sẽ như thế nào nếu Chiesa giành chiến thắng? Trên thực tế, Chiesa không phải là cái tên đầu tiên trong làng eSports được nhận đề cử tại WeChoice Awards. Trước đó thì rằng Generation cũng đã vinh dự được nhận giải thưởng nhân vật truyền cảm hứng năm 2017. Hay là tại năm 2020, Sharp đã xuất sắc nhận giải thưởng đại sứ truyền cảm hứng sau một năm vô cùng thành công trong sự nghiệp. Cả hai lần chiến thắng kể trên đều vô cùng xứng đáng và đem lại tiếng vang lớn cho những người hâm mộ eSports nước nhà. Nếu như tập thể YG gây xúc động với hành trình vượt qua nghịch cảnh để đến với chung kết thế giới, thì chặng đường theo đuổi đam mê bền bỉ của Sharp đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ đang nỗ lực phấn đấu từng ngày. Đặc biệt, chiến thắng của cá nhân Sharp và tập thể YG đều góp phần xây dựng một hình ảnh cộng đồng eSports đẹp đẽ, tích cực trong mắt người Việt. Ở Việt Nam, những định kiến về thể thao điện tử chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhiều người trong xã hội vẫn coi chơi game là một hoạt động vô bổ, mất thời gian. Tuy nhiên, chính những lần mà eSports Việt được vinh danh ở các giải thưởng tầm cỡ, cộng hưởng với những đóng góp lớn lao cho cộng đồng, những định kiến ấy dần vơi bớt. Thay vào đó là sự công nhận xứng đáng dành cho các vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Vậy nên, nếu như Chiesa giành chiến thắng tại hạng mục gương mặt Gen Z nổi bật, đó sẽ là một cú hích khẳng định sức ảnh hưởng tích cực của Liên minh Huyền thoại nói riêng và eSports Việt Nam nói chung. Hình mẫu của Chiesa sẽ truyền nguồn cảm hứng lớn lao tới những bạn trẻ có xuất phát điểm khó khăn
giúp họ có thêm động lực, sự tự tin, dám sống vì đam mê và ước mơ của bản thân. Người ta sẽ nhìn vào những lần Kiara dấn thân vào thử thách để chứng minh thực lực của mình và tự hỏi, một người gầy gò ốm yếu, từng phải nghỉ học lớp 1 và bán vé số, còn có thể đứng dậy giành lấy hào quang. Hà cớ gì họ lại không làm được? Hà cớ gì họ lại không mạnh mẽ bước tiếp? Khi có những người nhìn vào cuộc đời bạn và được tiếp thêm động lực, điều đó chứng tỏ bạn đã sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Trong câu chuyện cổ tích giữa đời thường được viết nên bởi Trần Duy Sang, cậu nhóc nghỉ học sớm để bán vé số đã trở thành game thủ đại diện cho Việt Nam thi đấu tại các sân chơi danh giá nhất của thể thao điện tử. Không chỉ là cái tên không thể thiếu của game eSports, Kiara còn là niềm tự hào, niềm hy vọng của cộng đồng Liên minh Huyền thoại nước nhà và là trụ cột vững chắc của gia đình mình. Với những công sức, những nỗ lực đã bỏ ra, Kiara xứng đáng trở thành hình mẫu để các bạn trẻ noi theo. Vì vậy, các bạn hãy dành ra một chút thời gian và công sức để bình chọn cho đường trên của game eSports nhé. Cổng bình chọn WeChoice Awards 2023 sẽ đóng trong ít giờ nữa. Vậy nên, Cà phê Liên minh hy vọng chúng ta sẽ có thể giúp em Sang giành được niềm tự hào có 102 này. Và trước khi rời đi, các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để ủng hộ Cà phê Liên minh cũng như không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào về Liên minh Huyền thoại nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video tiếp theo.